với nhạc phẩm Kể Chuyện Trong Đêm. Và Vũ Thuyết chuyện, trong đêm này, thưa quý vị, lời của Nguyễn Tiến và nhạc của Hoài Linh. Em xin kính chào ban giám khảo và tất cả các cô bác anh chị ngày hôm nay. Em tên Lê Hạc Anh, xin trình bày của nhạc sĩ Hoàng. Kính chào ban giám khảo, kính chào quý vị và các bạn. Tôi Vũ Thuyết xin được hát bài Kỷ Vật Cho Em, thơ của Linh Phương và Phạm Duy phổ nhạc. Nhạc bản này xin được tặng và cảm ơn ban tổ chức, bởi vì để lo cho phần mộ của tử sĩ, trong đó chính người em trai của tôi 19 tuổi, cố thiếu úy ở nghĩa địa Biên Hòa,
cả và nhạc và cho em. Sơn màu tan trắng, em hỏi anh xin chờ, xin chờ mai muốn anh về, anh trở lại chiều hoàng trong nắng bông sâu buồn phủ kín hồn anh. Anh trở về mơ tóc em xanh số 14 cũng như đầu chương trình là thí sinh số 7 để chứng tỏ cho chúng ta thấy đây là một cái chương trình tài năng không giới hạn mà ban tổ chức đã đặt ra, mà Vy Lan thấy đây là một cái chương trình rất là có ý nghĩa. Một lần nữa xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn cho